đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não sở tri đạt, được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Bạch Thế Tôn, con phải làm thế nào để biết được nghĩa thú sâu xa của ngài đã nói, tức là ở trong cảnh giới hữu vi vô vi, không phân biệt quả dự lưu, vân vân. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Ta nói quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác bồ đề, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, thánh quả như thế là hữu vi hay vô vi? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thánh quả như thế đều là vô vi, chẳng phải hữu vi. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Trong giới hữu vi có phân biệt không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không có. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thông suốt tất cả pháp hữu vi vô vi đều đồng một tướng gọi là vô tướng, thì ngay lúc ấy các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối với các pháp có sự phân biệt đây là hữu vi hoặc vô vi không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không có. Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy vì hữu tình mà giảng thuyết các pháp, nhưng không phân biệt pháp tướng đã nói là pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Đại Bồ Tát này tự mình đối với các pháp không bị chấp trước, cũng có thể dạy người khác đối với các pháp không bị chấp trước, nghĩa là đối với pháp bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không bị chấp trước, cũng đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không bị chấp trước, cũng đối với bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo mà đạt không bị chấp trước, cũng đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không bị chấp trước, cũng đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không bị chấp trước, cũng đối với thánh đế khổ tập diệt đạo không bị chấp trước, cũng đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không bị chấp trước, cũng đối với tám giải thoát cho đến 10 biến xứ không bị chấp trước, cũng đối với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không bị chấp trước, cũng đối với tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa không bị chấp trước, cũng đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông không bị chấp trước, cũng đối với 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng không bị chấp trước, cũng đối với đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả không bị chấp trước, cũng đối với 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp không bị chấp trước, cũng đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không bị chấp trước, cũng đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không bị chấp trước, cũng đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát không bị chấp trước, cũng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không bị chấp trước, cũng đối với trí nhất thiết trí không bị chấp trước. Đại Bồ Tát này tự mình đối với các pháp đã nói như thế, tự mình không bị chấp trước, cũng dạy người khác đối với các pháp như thế không bị chấp trước. Đại Bồ Tát này đối với các pháp ấy, vì không chấp trước nên đối với tất cả chỗ đều được vô ngại. Như người được Thế Tôn biến hóa ra, tuy hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nhưng đối với quả vị kia không chấp không đắm chỉ vì hữu tình đạt được niết bàn. Như vậy cho đến tuy hành trí nhất thiết trí, nhưng đối với quả vị kia không chấp không đắm chỉ vì hữu tình đạt được niết bàn. Các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp hữu lậu vô lậu, hoặc thế gian xuất thế gian, hoặc hữu vi vô vi, không chấp không đắm, vô trụ vô ngại. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đạt được tất cả pháp tướng vi diệu.